thời khắc quan trọng, mời hai em bước xuống đó và hai chàng kia sẽ bước ra. Mời Thư Thi. Rồi bây giờ cả nhà mình ha, đếm ngược 10 Thư thì Thư thích lái xe mô tô chứ không thích ngồi sau. Mình sẽ ngồi sau cho bạn lái ha. 4, 3, 2, 1. Có mà. Có gọi. Nghe liền. Nghe nha, nghe. Alo. Alo. Anh không học ngon cho lắm nên là anh nói ngắn lại một tí. Cảm ơn em đã chọn anh là tần số của em. Anh nghĩ là anh cũng cùng tần số với em rồi. Rồi quay lại. Đúng rồi. Quay qua nói với bạn gái một câu gì đi nè. Anh là một người không nói nhiều nên là anh sẽ làm nhiều hơn nói. Xin nắm tay cũng được. Xin phép em cho anh nắm tay em cả. Đó. Bên đây mình thì không biết là Thi đang cảm giác như thế nào. Dạ, hồi hộp. Nói với anh câu đi Thi. Dạ, Thi muốn nói với Hưng là nếu như mà Hưng không gọi cho Thi á thì hy vọng là sau chương trình thì chúng ta sẽ có một thêm một cái tình bạn. Còn nếu như mà Hưng gọi cho Thi á thì hy vọng cũng sau chương trình chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một kỷ niệm đẹp. Bắn tim. Thấy thương quá, có ái vụ bắn tim nữa. Bắn ngược hay sao? Ừ. Rồi bây giờ thì mời bạn đưa điện thoại lên phía trước nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đếm. 4, 9, 8, 7, 6, 5. Trong trường hợp hai bạn đến được với nhau á, thì em bớt thân thiện bằng tin nhắn được không? Dạ, cái đó là được. Tại vì khi mà em chưa có người yêu á, thì em có quyền. Dạ, nhưng mà khi đã xác định một người rồi thì em sẽ nói chung là hạn chế, nghĩa là không nhắn tin luôn. 4, 3, 2, 1. Alo. Dạ, alo. Rồi quay lại nhìn nhau nè. Bước lên, nhìn thẳng vô mắt bạn gái. Anh đã mua sẵn hai vé xem phim. Cảm ơn Thi đã tin tưởng và chọn Hưng. Duyên đã tới thì có gì chúng ta sẽ tìm hiểu nhau và sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp hơn. Đó, trời ơi, thấy cưng không? Mỗi lần thấy nắm tay là thấy vui vui rồi. Đẹp quá trời luôn, làm như cái duyên số. Bận áo trắng cái gặp người áo trắng, bận áo đen cái gặp người áo đen. Cả nhà mình mặc đồ giống nhau luôn ha. Món quà của ban tổ chức là bằng thủy tinh, cho nên mong hai em giữ nó. Hai cặp hôm nay rất là đẹp, tiến xa hơn nữa. Và chương trình của chúng tôi sẽ được phát vào lúc 21:35 thứ Sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi nghe lỏm bên hình trong đó, anh chàng này anh chắc hát hay quá, là Sĩ hả? Dạ, em đi hát với dẫn chương trình. Bắt đầu số sau em dẫn chung chị được không? Có người khác ghét ở đây rồi đó. Cất đi, già lớn tuổi rồi. Kế bên đi kìa, đẹp trai có cái đầu bạc giống tôi quá. Giới thiệu đồ nét về bản thân nào. Kế bên, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Trường Giang, năm nay em 25 tuổi. Và công việc hiện giờ của em đang là tổng giám đốc của một nhãn hàng mỹ phẩm. Chị bắt đầu không thích. Ủa sao vậy? Tại vì cái nào có sự cạnh tranh. À, nhưng mà dòng sản phẩm cũng...